Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Rõ ràng là không còn gì để nói với cái biểu đồ của Bitcoin anh chị. Bitcoin và toàn bộ các đồng altcoin trên thị trường crypto là gần như tất cả các đồng altcoin và cả Bitcoin nữa đã phá những cái đáy ha, và nó đã quay trở về những cái đáy từ thở những tháng đầu tiên của năm 2019 ha. Do đó nếu mà anh chị em nào mà mua từ cái thời điểm đầu 2019 mà giữ tới bây giờ thì chúng ta được hồi vốn ha. Thực ra nếu mà anh chị có quan sát á, thì sẽ biết là thị trường tài chính thế giới cũng đang trải qua một cái cơn bão táp rất là lớn, khi mà gần như tất cả các thị trường lớn trên thế giới nè, từ chứng khoán Mỹ nè, tất cả các thị trường chứng khoán, rồi thị trường Forex và thị trường vàng hàng hóa ha, đều có những cái biến động rất là lớn, và cái dòng tiền nó đang chạy rất là lung tung ha. Khi mà cả vàng và cả chứng khoán, tất cả những cái nguồn tất cả những kênh tài sản an toàn hay là rủi ro đều bị bán ra rất là mạnh. Cho nên về cryptocurrency á, cái bản chất của nó cũng là một cái tài sản cực kỳ rủi ro ha, nó mang tính rủi ro hàng đầu trên cái thị trường tài chính thế giới luôn. Cho nên nó sẽ là cái tài sản đầu tiên mà bị bán ra và bị bán ra mạnh nhất. Do đó chúng ta đã chứng kiến một cái đà giảm cực kỳ mạnh ha, cực kỳ mạnh của Bitcoin và crypto trong một ngày vừa qua. Không để mất thời gian nữa, chúng ta cùng đi vào bài phân tích. Rồi ha, đầu tiên chính là Bitcoin. Cái cấu trúc xu hướng của Bitcoin hiện tại thì nhìn một đứa con nít cũng biết đây là xu hướng giảm ha anh chị. Tuy nhiên mình vẫn biết là có rất là nhiều anh chị có cái thói quen là như thế này. Chúng ta thấy giá giảm mạnh như thế này, chúng ta bắt đầu phóng to ra ha. Phóng to ra để xem giá nó có chạm cái vùng hỗ trợ hay là cái vùng đáy nào đó trước đó chưa, để mà chúng ta bắt đầu mua vào. Anh chị làm như vậy để làm gì ạ? Nó không có phải là một cái chiến lược của một nhà đầu tư thông minh gì cả ha. Cái việc mà chúng ta phóng to ra và chúng ta thấy là giá nó đang gần như là có vẻ như là đang được chặn lại ha, bởi cái vùng hỗ trợ như thế này, thì chúng ta có cái ham muốn là chúng ta mua vào ở đây. Nhưng thực sự ha, khi mà phân tích xu hướng là một nhà giao dịch á, chúng ta chỉ cần nhìn cái xu hướng ở cái thời điểm gần như thế này, chúng ta thấy giá giảm mạnh như thế này là chúng ta biết đây là xu hướng giảm, và chiến lược mặc định là bán ra chứ không thể nào là mua vào. Cái việc mà chúng ta phóng to ra để mà thấy được cái vùng hỗ trợ như thế này là chỉ để có một cái kỳ vọng là giá sẽ tạm thời chững lại về cái vùng này ha, chững lại cái vùng này, và nó sẽ hồi lên để mà chúng ta bán xuống thôi. Và bán xuống thì bán ở đâu? Chúng ta canh những cái vùng đáy trước nè. Chị thấy đây là cái vùng đáy trước vừa bị phá xong, thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái vùng khá là tiềm năng để chúng ta chờ bán ha. Trước mắt là chúng ta chờ tại cái vùng đầu tiên này đã ha, quanh 6600 nè, 6600. Chúng ta chờ cho giá, khả năng cao là nó có thể hồi lên thôi, bởi vì với một cái kênh nến biến động cao như vậy, từ đáy là 3800 lên bật lên được tới đỉnh là 5.800 luôn, 2.000 đô ha, chỉ trong một cái nến ngày, thì mình thấy có khả năng là giá nó có thể hồi lên được lên tới đây ha. Tuy nhiên cái kèo chúng ta vẫn là chờ để chúng ta bán xuống. Một số anh chị thắc mắc là cái việc mà Bitcoin giảm mạnh như thế này thì khi nào nó mới tăng trở lại được và khi nào nó mới tạo đáy ha, thì cái đó rõ ràng là chúng ta không biết, Nhật Hoài không biết, không ai biết, và chỉ có bản thân là cái thị trường Bitcoin nó biết thôi. Thông thường để mà một cái xu hướng mà giảm mà đang mạnh như thế này, cũng gần như là một đà bán tháo như thế này, mà được bẻ gãy cái xu hướng đó ha, để mà bẻ gãy được cái xu hướng giảm mạnh đó, thì giá nó phải cần một cái thời gian rất là dài để mà nó hấp thụ ha, hấp thụ cái nguồn cung, cái nguồn supply á. Chừng nào hấp thụ hết cái nguồn cung đó, bán hết gần như hết hàng đó, thì giá nó mới bắt đầu là nó ngưng giảm ha, nó ngưng giảm. Rồi sau đó nó mới hình thành một cái mô hình tạo đáy nào đó, như là vai đảo ngược nè, rồi mô hình đáy tròn, hoặc là mô hình hai đáy chẳng hạn, vân vân, mình không biết mô hình gì. Tuy nhiên thông thường là nó phải cần có cái thời gian để mà hấp thụ nguồn cung và nó hình thành cái mô hình đó. Thì trong cái thời gian nó hình thành cái mô hình thì nó sẽ thu hút thêm những cái người mua ha, thu hút thêm những người mua mà họ sẵn sàng trả tiền cho những cái mức giá cao hơn để có được Bitcoin, thì lúc đó cái xu hướng nó mới bắt đầu là đảo chiều được. Còn bây giờ thì anh chị thấy rõ ràng nó chỉ mới vừa phá đáy nè, và mình chỉ thấy trên biểu đồ duy nhất cái dấu hiệu là giá đang giảm rất là mạnh, và chưa hề có một cái dấu hiệu nào là sẽ tạo đáy hay là chững lại hay là không ngưng giảm. Cho nên cái chiến lược tốt nhất hiện tại không bao giờ là bắt đáy nha chị ha, không được phép bắt đáy. Chúng ta đâu có biết là khi nào nó sẽ giảm tiếp hay là nó sẽ tạo đáy ở đây đâu, cho nên vẫn là theo chiến lược là chúng ta bán từ trên xuống ha. Còn khi nào giá nó có dấu hiệu tạo đáy hay là tạo mô hình đảo chiều gì đó thì mình sẽ phân tích và mình
thông báo cho anh chị sau. Tiếp theo là Ethereum. Với Ethereum thì rõ ràng cái xu hướng cũng là giảm ha anh chị, và có vẻ như là giá nó đang chững lại ha, bởi một cái đáy là từ lâu lắm rồi mình vẫn chưa thấy lại cái đáy này đó, 121 ha. Tuy nhiên chiến lược chúng ta vẫn là bán xuống bởi vì xu hướng là giảm. Chúng ta chờ bán ngay tại mức giá hiện tại nè, bởi vì đây sao? Đây chính là cái vùng đỉnh cũ nè chị. Đó ha. Đây chính là cái vùng đáy cũ ha. Chúng ta chờ ngay tại mức giá hiện tại và hình thành một setup gì đó là chúng ta có thể bán xuống tại đây. Tuy nhiên cái kèo này rất là rủi ro bởi vì chúng ta đang bán xuống ngay sau một cái con sóng giảm mạnh như thế này. Cho nên cái kèo đầu tiên mà bán xuống ngay tại đây thì mình không khuyến khích cho lắm. Nếu mà anh chị vào thì anh chị chỉ nên vào với 1/2 vị thế thôi ha. Cái kèo mà mình có cái kỳ vọng cao hơn đó chính là chờ giá hồi lên trên cái khoảng, lên cái khoảng 160 trở lên này. Đó, đây sẽ là một cái vùng kháng cự tốt để mà chúng ta chờ bán xuống. Nhớ là chờ cho giá hình thành một cái setup reaction tại đây ha, tại cái vùng này và chúng ta có thể bán xuống được rồi. Tiếp theo là XRP. Với cái đồng coin này thì mình không thấy cái đáy trước của nó là ở đâu cả chị ha. Chúng ta phải thu nhỏ rất là nhiều chúng ta mới thấy được cái đáy trước của nó ở đâu. Cho nên cái kèo rõ ràng là bán xuống rồi, gần như là XRP nó đang rơi tự do mà anh chị. Bán xuống cái vùng bán hợp lý đầu tiên là cái vùng đỉnh cũ này, đó là cái vùng đáy cũ này. Một khi cái đáy cũ bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành một cái vùng tiềm năng để chúng ta bán xuống. Cái vùng thứ hai là cái vùng trên cao hơn, chúng ta bán càng cao thì cái rủi ro nó sẽ càng thấp ha anh chị. Đấy, bán trên cao này, này chờ cho giá chạm lại cái vùng này ha, hồi lên chạm lại và thành một setup reaction giảm giá là chúng ta có thể bán xuống được ha. Tiếp theo là Litecoin. Những cái đồng altcoin là nó có cái mô hình và cái đường đi giá nó khá là giống nhau ha, cho nên anh chị đôi khi chỉ cần phân tích một đồng coin là những đồng coin còn lại là thấy có gần như là giống nhau. Cái vùng bán của nó cũng sẽ có cái mức tương tự nhau ha. Đây như là cái vùng đáy cũ nè, chúng ta chờ bán tại một vùng đáy cũ, và vùng thứ hai chúng ta có thể chờ bán là cái vùng này. Đó, nó đi qua rất là nhiều những cái đỉnh đáy và anh chị thấy giá có sự phản ứng khi mà nó chạm lại những cái vùng này đó. Giá nó bị chững lại khi nó chạm cái vùng này thì đó là chứng tỏ đây là một cái vùng kháng cự tốt để chúng ta có thể bán xuống. Đây là hai vùng tiềm năng để chúng ta chờ giá hồi lên và bán xuống ha. Và anh chị nhớ là không bắt đáy nha anh chị, bởi vì nó vừa tạo một cái đáy mới nè. Đó, giá vừa phá cái đáy cũ và tạo một cái đáy mới thì chứng tỏ nó sẽ có khả năng giảm tiếp, chứ cái khả năng mà nó đảo chiều ngược lên là cực kỳ thấp, gần như là không thể nào xảy ra được nha anh chị. Tiếp theo là Binance Coin. Binance Coin thì mình đã vẽ sẵn xu hướng cho anh chị rồi nè. Chúng ta thấy có một cái xu hướng tăng đây ha, từ bên trái qua nè. Đó, và khi cái xu hướng tăng này bị cắt xuống ngay chỗ này một phát, cắt xuống là nó phá vỡ xu hướng tăng và nó hình thành nguyên một xu hướng giảm luôn nè anh chị. Đó, thì rõ ràng cái kèo chúng ta ở đây vẫn là bán xuống. Chúng ta chờ tại cái đáy cũ nè, vừa bị phá vỡ để chúng ta có thể bán xuống. Và trường hợp giá hồi lên cao hơn ha. Khi mà giá hồi lên cao hơn thì mình ưa thích bán hơn, bởi vì khi mà bán giá, chúng ta bán giá càng cao trong xu hướng giảm thì cái rủi ro nó sẽ càng thấp. Đây là một cái vùng tốt để chúng ta bán thứ hai nè, đó, sell khi mà giá chạm cái vùng kháng cự và hình thành một setup reaction. Cuối cùng là đồng Bitcoin Cash. Hồi nãy mình quên nói ha, khi mà phân tích Bitcoin á, với lại những cái đồng altcoin á, là chúng ta có một cái mô hình đảo chiều ha, chính là mô hình vai, đầu vai ngay tại đây. Đó, chúng ta vẽ cái vùng đường cổ của nó. Đây là cái vùng đường cổ ha, vai trái chính giữa, một là vùng đầu và hai là vùng vai phải. Anh chị xem lại cái video clip về mô hình vai đầu vai ha, ngay tại chỗ nút chữ Y, ngay chỗ này. Tất cả những cái đồng coin bao gồm Bitcoin và altcoin đều có cái mô hình này ha. Và cái mục tiêu của Bitcoin Cash ha, mục tiêu của vai đầu vai đối với Bitcoin Cash là chúng ta tính bằng cách là giống thẳng xuống như này. Đó, và chúng ta kéo xuống là chúng ta sẽ thấy được cái mục tiêu của Bitcoin Cash. Hiện tại thì mục tiêu này chưa đạt được ha anh chị. Mục tiêu của nó là 98.26 đô và cộng thêm cái việc là giá vừa phá đáy nữa. Đây chính là cái đáy trước vừa phá xong thì cái khả năng đạt được mục tiêu này là chỉ là vấn đề thời gian thôi anh chị. Hiện tại thì chúng ta tiếp tục chờ cho giá hồi lên ha, chạm những cái vùng kháng cự trước đó là chúng ta có thể bán xuống. Đây là một vùng này, chúng ta thấy giá có phản ứng tốt khi mà giá chạm lại cái vùng này, hình thành những cái nến vàng con tại đây ha. Hiện tại thì chúng ta vẫn có thể bán xuống khi mà giá, vì nó đang nằm ngay kháng cự nè anh chị. Tuy nhiên cái biến động của nó khá là khó lường, cho nên chị tốt nhất là vẫn nên chờ cho giá hồi lên cao hơn và chúng ta bán xuống. Rồi, trên đây là video phân tích cryptocurrency theo fraction. Nếu mà chị thấy thắc mắc về bất kỳ cái đồng coin nào thì chị có thể để lại comment bên dưới ha, để Nhật Hoàng có thể phân tích bằng cái trả lời comment của chị, hoặc là chọn ra cái một cái đồng coin tiêu biểu để mà phân tích trong video phân tích tuần sau. Rồi, xin chào anh chị, chúc anh chị một tuần giao dịch đầy lợi nhuận. Nhớ đeo khẩu trang vô nha anh chị.
đang cúm dữ lắm á. Nhớ like với subscribe nữa nha.